Dạ xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang Đường Phố. Trở lại video ngày hôm nay thì tiếp tục có những thông tin mới nhất về drama của chị Loan và những người có liên quan. Thì mới đây cái vấn đề mà chị Loan đến nhà của Nga Hô để đòi lại cái kênh YouTube cũng như là mong Nga Hô sẽ trả lại những cái kỹ vật mà thuộc về của chú Vũ Linh đó để trả lại cho Hồng Loan. Nhưng mà dường như là cái bản chất tham lam của cô Sáu đã lây qua gọi là Nga Hô luôn rồi. Đó nên em không muốn trả của chú chị. Em nó không muốn trả, em nó muốn giữ lại. Đó em nó nói là nó không có giữ gì hết. Đó bây giờ nó không trả, ai làm gì được nó. Đó nó ngang, nó ngược ngạo đến như thế mà còn nói được. Thật sự là những cái con người đó, tôi không biết dùng cái từ ngữ nào để gọi là diễn tả đúng được cái bản chất của những cái con người đó luôn. Không biết dùng cái từ ngữ nào để gọi là diễn tả được của chú anh chị. Đó họ tham lam gì tới một cái mức độ mà gọi là không thể nào mà chấp nhận được. Đó không thể nào mà chấp nhận được. Nhưng mà mới đây sáng nay nè, đó mới cách đây ít phút thôi, thằng đạo diễn hết thời lên nó nói trời Hồng Loan con vô ơn cạn tàu ráo máng đi qua nhà gì Nga Hô để đòi lại cái kênh YouTube, kênh của cha người ta thì người ta đòi lại thôi. Đó bây giờ thí dụ mai mốt rồi ông mất rồi con cái ông nó đi đòi lại cái tài sản mà thuộc về nó, ông chịu không? Đó ông cũng đồng ý chứ không lẽ không đồng ý. Đó cái tài sản của cha người ta mà người ta đi lấy mà mấy ông cũng nói nữa là sao hả? Thứ thằng đạo diễn hết thời, mày hết thời thiệt rồi, tối ngày mày lên mày đưa cái mặt dày mày lên mày chu chéo thôi đó, mày hết thời thật rồi đó. Nhìn kỹ cái gương mặt của cái thằng đạo diễn hết thời này với lại cô Sáu nó giống nhau gần như đúc nha. Đúng ra này là phải là có gọi là gương mặt phu thê với nhau luôn mới đúng á. Nhưng mà anh đạo diễn thì ảnh hết thời rồi, với lại ảnh bị yếu mà ảnh đâu có đâu có làm được gì nữa đâu có chính trị, nên ảnh lên ảnh rất là cay đắng lắm. Sáng nay tôi thấy ảnh like mà ảnh ngồi đó ảnh cay đắng lắm cô chính trị, làm còn hơn cái câu chuyện của nhà ảnh nữa đó, hơn câu chuyện của nhà ảnh. Ảnh ra sức ảnh binh cho cô Sáu, giờ tôi thấy tôi mắc cười thiệt. Đúng là anh tối ngày anh chỉ đi la liếm chỗ này la liếm chỗ khác để gọi là có cái bổ vào mồm thôi, chứ thật sự là tôi thấy anh thì chẳng có mang lại gì cái lợi ích của mình cả. Đó mang hai cái từ đạo diễn mà tôi không biết là trong cái cuộc đời anh làm được mấy bộ phim đó, giờ biết cái bộ phim đó có phải là đạo diễn không nữa đó, hay là cái chỉ làm phó thôi đó chứ không được đạo diễn đâu đó. Với lại một cái con người, một cái tư tưởng như anh đạo diễn này thì không thể nào mà làm nên trò được của chúng chị đó. Và họ đang cứu cổ xí cho Nga Hô đó, quyết tâm là không trả khi mà chưa có cái bản án của tòa thì cũng đúng thôi. Đó thì họ đã mặc dày rồi mà. Đó thì họ cũng chờ bản án của tòa thì chờ thôi. Đó có sao đâu của chúng chị. Đó nhưng mà chắc chắn là phải trả. Đó bây giờ của cha người ta đòi lại mà mấy ông mấy bà lên nói gì đồ nhỏ rồi là cạn tàu ráo máng này kia. Chính là những cái kẻ tham lam đó đã cạn tàu ráo máng với chị Loan trước, chứ không chị Loan không nào mà cạn tàu ráo máng với người ta cả. Nha, chưa cạn tàu ráo máng với ai cả. Chính những cái con người tham lam đó lợi dụng vào cái sự yêu thương của chú Vũ Linh đó, đó để sau khi mà ổng mất đó bắt đầu thì tranh nhau vào để chia tài sản, người thì chia tài sản, người thì lấy những cái kỷ vật, những cái huy chương như là chung vàng trọng cổ gì đó, hay là những cái huy chương mà hát ngày xưa của anh chị, cuộc thi ngày xưa đó đó, rất là nhiều thứ đó, đủ thứ chứ, họ lấy hết đó, họ giấu hết đó thì chắc họ lấy chứ, họ chứ ở đâu mà mất, tự nhiên không cánh mà bay à. Đó, nếu mà bây giờ thật sự chị Loan có lấy thì chắc chắn chị Loan sẽ trưng ra rồi đó, bởi vì lấy mà giấu lấy để làm gì đó, không chỉ có những cái con người tham lam như mẹ con cô Sáu đó, như là Nga Hô đến ngày hôm nay mà khi mà đã có gọi là thông tin từ phiên tòa như thế rồi mà còn cứng đầu không trả lại cái kênh YouTube, quyết tâm là không trả lại nha. Đó tôi không biết là giữ để làm gì tôi không biết giữ để làm gì đó. Tới ngày hôm nay của chúng chị khi mà phiên tòa đã kết thúc rồi và những cái con người đó nó cũng vẫn gọi là chưa chịu công nhận là chị Loan đã thắng. Thắng cái gì? Nó lên nói là thắng cái gì, có thấy cái gì đâu mà thắng đó. Trời ơi, phải như mà cái phiên tòa đó nó xử lý gọi là chị Loan thua một cái đi, tụi nó nói cho mọi người nghe đó, tới người ta thắng mà nó cũng không dám công nhận người ta thắng nữa. Đó để cổ xí cho mẹ con cô Sáu, cổ xí cho những kẻ tham lam đó, tham lam vô độ nha, tham lam vô độ luôn chứ không phải tham lam thường, tham lam gọi là vô độ vô đối luôn. Đó, nếu mà nói về Việt Nam mình mà qua cái độ tham lam thì chắc cô Sáu đứng đầu đó, bởi vì không có ai mà đi gọi là dành tài sản với lại con ta hết đó.
anh mình mất chứ đâu phải chồng mình mất đâu mà mình đi tranh giành tài sản, đúng không cô Sáu? Anh mình mất chứ không phải là chồng mình mất. Chừng nào chồng mình mất á, mình phải giành tài sản với con mình á thì mình giành, còn cái này là anh mình mất đó, người ta cũng có con riêng, có gia đình riêng đó, thì tài sản nó thuộc về con cái người ta chứ sao mắc mớ gì thuộc về cô Sáu được đó. Và ngày hôm nay tối ngày hôm nay thì chị Loan có một cái show diễn tại sân khấu Trống Đồng đó. Cô Sáu nhìn vào đó đi, nhìn vào đó đi cô Sáu. Cô Sáu biết bao giờ nữa, hay là bé Ve biết bao giờ được đặt chân tới những chỗ đó nữa cô chú chị? Không bao giờ được nữa đó, mất hết rồi, mất tất cả rồi vì cái sự tham lam của mình mà đánh mất hết mọi thứ đó. Cô Sáu thấy cô Sáu chưa, đó, không thấy cái sự tham lam nó nguy hại cho cô Sáu đó. Nhưng mà đến bây giờ thì cái bản chất tham lam của Sáu vẫn chưa có gọi là một cái động thái nào đó dừng lại nha, vẫn còn tham lam, vẫn còn ngoan cường lắm. Nhưng mà tôi không biết là tới cái phiên tòa sắp tới còn cái vẻ gọi là ngơ ngang đó hay không nha. Và phiên tòa sắp tới thì tôi nghe nói là anh đạo diễn là sẽ đi cùng với cô Sáu, để vô đó anh đạo diễn cho cô Sáu diễn thêm vài tập nữa đó, kéo dài thời gian nữa để họ gọi là tìm di chúc đó. Đừng có làm giả di chúc nghe cô Sáu ơi, đừng nghe là đạo diễn suối là làm giả di chúc nghe cô Sáu, mệt à, làm giả di chúc là mệt đó. Đó bây giờ mà xuất hiện cái di chúc là khó tin à. Đó tôi thấy bây giờ nếu mà thật sự cô Sáu có cái di chúc là khó tin nha cô chú chị đó. Và đừng có gọi là chơi ngu lấy tiếng nha, đó đấy đó đi tù đó chứ không phải là chơi đâu đó. Thí dụ kiện cái tài sản, vấn đề mà tranh chấp tài sản cùng lắm là mình thua đó, thua rồi thôi à, mình tốn tiền thôi đó. Chứ còn mà làm giả di chúc hay làm giả chữ ký này nọ đó là cái đó là dính vô tội luôn à, có tội cái đó là vô hình sự luôn đó, cái đó đi tù nha cô Sáu. À, cảnh báo trước này nghe, bởi vì những con người tham lam này cái gì họ cũng dám làm cô chú anh chị đó, cái gì họ cũng có thể làm được, nên mình muốn gọi là cảnh báo họ trước đó, mình thương họ đó, mình cảnh báo họ trước cô chú anh chị đó, chứ để họ làm càng làm bậy rồi họ đi tù nữa, mọt rong nữa đó. Với cái sự tham lam của cô Sáu thì cái gì cũng có thể à, có thể nha đó, có thể hết cô Sáu với Ve rồi có thể hết. Chứ cái sự phối hợp ăn ý giữa gọi là anh đạo diễn nữa thì thôi, anh đạo diễn bây giờ là ga tay gọi là hết sức luôn đó, đó hết sức mình để bảo vệ cho cô Sáu, quá hay gì luôn anh đạo diễn ơi, anh có một cái nước đi quá hay luôn đó. Thì anh là cũng là kẻ vô ơn đó, thì anh bảo vệ cho cô Sáu là cũng đúng thôi đó, đúng với cái gọi là cái bản chất thật con người anh rồi đó, đúng với bản chất thật của con người của anh đạo diễn hết thời này, quá gõ gàng luôn đó cô chú chị, thật sự luôn đó. Đó, đến ngày hôm nay thì những cái sự việc nó quá rõ ràng rồi, chúng ta đã thấy rồi đó, chúng ta đã thấy cái sự việc nó quá rõ ràng như thế, nhưng mà những cái con người họ vẫn gọi là cố chấp, họ không dám chấp nhận sự thật, họ không dám đối diện với sự thật đó, họ không có đối diện với sự thật được, bởi vì cái tánh của họ tham lam, họ muốn là giành được cái phần đó. Nhưng mà mình giành thì mình cũng phải có chứng cứ đúng không, mình giành mình phải có chứng cứ hay là mình phải có bằng chứng gì đó đó, mình mới có cơ hội mình giành được. Còn cái này mình không có một cái miếng giấy miếng tờ gì trong người mình, chứ mình đi giành là giành cái gì hả, giành cái gì đó đó. Nên là vấn đề là cô Sáu tham lam thì chúng ta đã thấy rồi đó, tới ngày hôm nay mà vẫn còn những con người như Thám Tử Cao đó, hay là anh đạo diễn hết thời lên gọi là binh bả đó. Bây giờ anh binh như thế rồi, bây giờ anh dám cho cô Sáu ở đậu nhà anh không đó, tôi hỏi anh đạo diễn anh lên trả lời đi đó, anh dám cho cô Sáu ở đậu nhà anh không đó, sao dám đó, binh vậy thôi chứ không dám, binh vì tiền thôi của chúng chị đó, binh vì tiền thôi chứ bây giờ mà kêu anh đạo diễn là anh cho cô Sáu về nhà anh ở thì dám đâu, dễ gì dám chứ tôi mới lạ luôn đó, và bữa để tranh giành tài sản hay gì đó, qua gọi là ngồi live stream xin lỗi cô Sáu rồi ha đó, thấy khá là buồn cười luôn của chúng chị, mình khá là mắc cười đó, ra gọi là ngồi live stream xin lỗi cô Sáu, trời ơi trời, đúng là hai cái mặt dày nó gặp nhau của chúng chị đó, hai cái mặt dày nó gặp nhau thì mọi người hiểu rồi đó, hai mặt dày gặp nhau thì tự hiểu đó, quá trời luôn, người ta nói quá trời luôn đạo diễn ơi, tôi không biết là cái mặt anh nó dày như cái nhựa đường, như cái nhựa đường nó dày đến cái mức độ đó rồi cô chú anh chị, dày đến mức độ đó rồi đó, năm lần bảy lượt nghe theo thằng Thám Tử Cao lên làm điên làm khùng bây giờ những cái lời hứa của anh đó sao anh không thực hiện đó, anh đã hứa với cộng đồng mạng như thế nào sao anh không thực hiện được đó, anh là cũng là cái con người nuốt lời, nuốt lời hứa à, cũng giống như cô Sáu vậy thôi đó. Thật sự là những cái người này dơ thì nó chơi với dơ đó, chứ không thể là chơi với người sạch được đó, nên là anh đạo diễn là anh chọn đúng đối tượng để anh binh vực rồi
đó, anh chọn đúng đối tượng luôn. Không sai đâu cô chú anh chị, anh đã chọn đúng đối tượng để anh bảo vệ đó, đúng với cái bản chất thật của anh luôn đó, cũng giống như cái con người của anh để anh bảo vệ cái người đó thì cũng chính xác thôi đó. Nhưng mà anh ngày hôm nay anh lên anh vẫn là không công nhận, lon nó chưa thắng à, con dư ơn nó sao mà thắng được, con dư ơn nó là nó bây giờ nó là cạn tàu ráo máng rồi. Chính là những cái con người kia đã cạn tàu ráo máng với chị Lon trước, chứ chị Lon không có dứt đi cái tình nghĩa đó. Chính những cái con người đó đã cạn tàu ráo máng với chị Lon. Và nghe hô mặt dày đó, bây giờ cũng mặt dày luôn rồi đó, bên đó bây giờ là mặt dày hết rồi, nguyên một nhóm mặt dày à, nguyên một nhóm mặt dày. Mà nghĩ sao cái kênh của cha người ta bây giờ đúng ra là phải trả lại từ cái lúc mất, từ lúc mà chú Vũ Linh qua đời là phải gọi là bàn giao lại cho chị Lon là mới đúng. Nhưng mà đến ngày hôm nay khi mà chị Lon đã gọi là lên tiếng như thế mà nó cũng gọi là chơi chơi rồi, mặt dày à, còn tuyên bố là không trả, ai làm gì được nữa, thua thật sự. Đúng là chơi với cô Sáu là biết là lây được cái tính của cô Sáu, cái tính mà tham lam đó. Cái tính tốt thì không thấy, nhưng mà thấy được cái tính tham lam mà lây cô Sáu rồi đó. Bây giờ cái kênh của cha người ta đúng ra là vừa mất là phải trả, đúng không anh chị? Nhưng mà không, giữ lại tới bây giờ còn chưa chịu buông ra nữa đó, tới bây giờ còn gọi là giữ lại không chịu buông. Trời ơi, cái người gì đâu mặt dày dữ vậy hả? Lây được cô Sáu rồi, chơi chung với cô Sáu một thời gian rồi đã lây được rồi, hay quá nghe hô, hay quá nghe, không giữ lại ăn hay gì nghe hả? Không trả đó, cái đó ăn đâu có được đâu mà ăn đó. Trả lại cho chị Lon đi chứ, đúng đúng về cái chủ sở hữu của nó đi ha. Mình làm trợ lý thì mình biết cái thân phận của mình đó, mình trợ lý người ta mất rồi đó, ông chủ mình mất rồi thì mình có quyền, mình phải gọi là cái thứ nhất là phải rời đi, chứ không phải là tới lúc mà phải muốn đuổi đi. Cái thứ hai là mình phải trả lại những cái tài sản mà thuộc về gọi là cái gia đình đó, mình phải trả lại chứ. Mình thư ký chứ mình đâu phải là vợ nhỏ hay là vợ lớn gì đâu mà mình có quyền mình lấy, đúng không? Phải như vợ thì có quyền. Còn này mình là một trợ lý, một con ô xin đó, một con ô xin thôi mà mình lại đi lấy cắp những cái đó khác gì ăn cắp đó, cái đó khác gì cái chiếm đoạt đó. Ngày hôm nay đã tòa người ta đã tuyên bố như thế rồi à, chị Lon là con hợp pháp để sở hữu được những cái hình ảnh của chú Vũ Linh đó, phải thuộc về chị Lon đó. Nhưng mà tụi nó vẫn không nghe nha, tụi nó mặt dày của chúng chị, không phải tụi nó không nghe đâu, do cái bản chất tham lam giống nhau đó, tham lam mặt dày đó, nhưng mặt dày mới tham lam được đó, nên là tụi nó vừa mặt dày mà vừa tham lam đó, tới cái cỡ người ta nói tới cỡ đó mà không biết nhục nữa là thôi chứ còn gì nói nữa đâu của chúng chị. Tôi nói thật sự luôn, nghe hô mà nếu mà có lòng tự trọng á thì hãy trả lại cái kênh YouTube đó đi à, chứ dù sao cái đó cũng đâu phải công sức của mình, đúng không? Dù sao cái đó đâu phải công sức của mình đâu đó, rồi cái đó cũng đâu phải là tài sản của mình, không, cái đó là tài sản của chú Vũ Linh. Mà chú mất rồi thì nên trả lại tài sản đó cho người thân của chú là ai, là chị Lon à, chứ đừng trả cho bà Sáu nha, bởi vì người ta còn con chứ không phải là người ta không có con. Phải chi mà chú Vũ Linh không có con á thì trả cho anh em người ta gọi là tranh giành tài sản thì nghe nó còn đúng đó, cũng có lý. Nhưng mà ở đây người ta có con đàng hoàng, có cái đàng hoàng, con cái đàng hoàng như thế mà còn vô tranh giành tài sản, còn đi dặn cái kênh YouTube của cha người ta là sao? Mấy cái con người này đúng là gọi là một chơi chung một băng là phải rồi đó, phối hợp với anh đạo diễn nữa thì đúng bài. Anh đạo diễn thì cũng có cái tính đó đó. Cái tính nào làm đó đó cô chú chị à, nhưng mà có điều một cái là ảnh là hết thời rồi đó, bây giờ phải lên mạng gọi là sáng sớm phải sủa vài tiếng, chưa chưa lên phải sủa vài tiếng, chiều chiều sủa vài tiếng để kiếm tiền đó. Thấy cũng tội, mấy chục năm học đạo diễn ra không làm được cái ôn gì, cái giống gì giúp cho đời, không đem lại được một cái giá trị nào trong cuộc sống này không, chỉ gọi là đem lại tai tiếng cho bản thân mình và gia đình mình thôi đó. Hay dịu để học chi anh đạo diễn à, đúng là người ta nói là anh hết thời là phải đó, tôi không nhận luôn, anh là thật sự là chính xác là hết thời mà còn yếu nữa. Còn yếu nữa, tại mà còn yếu nữa mới đau chứ à, đau lắm anh đạo diễn ơi nha. À, đây là những gì muốn chia sẻ với mọi người buổi trưa ngày hôm nay. Còn bây giờ thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại.